Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ phải đặt ra là tại sao lại phải quan tâm đến bệnh thận ở bệnh nhân đái tháo đường? Tại sao chúng ta lại phải có mặt trong hội trường ngày hôm nay? Vì chúng ta đều biết thì đái tháo đường nó là một nguyên nhân chính gây ra suy thận giai đoạn cuối ở rất nhiều quốc gia. Các thầy cô bên này chắc là các thầy cô thì sợ bệnh tim mạch nhiều hơn, nhưng thực sự chúng tôi tiếp xúc bệnh nhân có lẽ là bệnh nhân lại sợ bệnh thận giai đoạn cuối nhiều hơn. Vì khi đó cuộc đời người ta sẽ gắn liền với lại cái máy chạy thận, đúng không? Và nếu chúng ta xem xét là trong số các nguyên nhân phổ biến thì rõ ràng là các cái đái tháo đường vẫn là một cái con đường nó đang tịnh tiến lên. Và mặc dù chúng ta thấy là chúng ta cố gắng rất có rất nhiều thuốc đái tháo đường kiểm soát tốt, nhưng mà cái việc ngăn ngừa được các biến cố thận vẫn thực sự là một cái thách thức. Vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo là vậy thì cơ chế nào mà các bệnh nhân đái tháo đường gây ra biến chứng thận? Chúng ta thấy nó có ba cái con đường chính. Một cái con đường mà chúng ta thường đề cập nhiều hơn đó là khi đường máu nó cao quá, nó sẽ gây ra các sản phẩm đường hóa cao cấp và nó gây ra tổn thương. Một con đường thứ hai rất là quan trọng là nó hoạt hóa cái hệ renin angiotensin aldosterone dẫn đến tăng huyết áp và các cái tổn thương cầu thận, đặc biệt là khi tăng huyết áp này nó kèm theo với tăng cái áp lực lọc tại cầu thận. Và một con đường thứ ba nữa là thông qua các con đường các cái stress oxy hóa và dẫn đến cuối cùng là có thể bệnh nhân bị mất các nephron và có thể xuất hiện ra các protein niệu là cái giai đoạn đầu tiên, và sau đó thì là sẽ đến là tăng creatinine máu. Bây giờ chúng ta xem xét một cái con đường cơ chế rất là quan trọng, đó là tăng đường huyết nó hoạt hóa hệ thống renin angiotensin aldosterone và làm tăng lực thẩm thấu như thế nào. Thì chúng ta thấy tăng đường huyết nó sẽ làm tăng hoạt động của SGLT2. Chúng ta đều biết là ở các cái bệnh nhân đái tháo đường thì do cái lượng đường niệu nó được thải ra rất là nhiều, trên cái hoạt tính của SGLT2 nó sẽ tăng lên vào gấp khoảng độ 140%, 140%, và nhờ đó nó sẽ làm tăng tái hấp thu natri và gluco theo nhờ cái chất SGLT2 và một phần là SGLT1. Thế thì do cái việc là nó tăng tái hấp thu trên cái lượng natri đến cái tổ chức cạnh cầu thận này nó bị giảm đi và dẫn đến làm thay đổi chuyển hóa của các cái adenosine và dẫn đến hậu quả là làm tăng renin và angiotensin 2. Khi renin và angiotensin 2 tăng lên thì sẽ dẫn đến là giãn cái tiểu động mạch đến. Đây chúng ta thấy cái tiểu động mạch đến nó giãn đi và đồng thời là co cái tiểu động mạch đi, và cái chúng ta đều nhận biết đó là cái áp lực ở trong cầu thận của các bệnh nhân thì sẽ tăng lên. Chúng ta cũng đều biết là khi ở các cái bệnh nhân đái tháo đường, tại sao tôi nói là các bệnh nhân đái tháo đường chúng tôi lại sợ hơn, bởi vì chúng ta nhìn trong UKPDS thì chúng ta thấy là nếu suy thận giai đoạn cuối thì tỷ lệ tử vong sẽ là 20% một năm, và tỷ lệ tử vong này lưu ý các bạn là tương ứng với lại tỷ lệ tử vong của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và chúng ta đều biết là bây giờ với cái điều trị tế bào đích thì có lẽ các bệnh nhân ung thư phổi còn sống lâu hơn là các bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Vậy thì những cái bệnh nhân mà suy thận giai đoạn cuối này tử vong chủ yếu do nguyên nhân cái gì? Chúng ta sẽ thấy là chủ yếu là do nguyên nhân tim mạch. Ví dụ chúng ta thấy là một cái bệnh nhân đái tháo đường mà có bệnh thận mạng thì suy tim tăng lên gấp khoảng độ 3 lần, nhồi máu cơ tim cũng hơn 2 lần, và nhìn chung chúng ta thấy đều tăng xấp xỉ các cái biến cố tim mạch khác, và kể cả tử vong đều khoảng độ trung bình là khoảng độ 2,5 lần. Trong slide này chúng ta sẽ thấy là cái chỉ dấu sớm của cái biến cố thận đó là giảm cái mức lọc cầu thận thì được coi là một yếu tố nguy cơ tử vong của tim mạch do mọi nguyên nhân, và kể cả tử vong do mà nguyên nhân tim mạch. Và cái dấu hiệu sớm hơn nữa tức là chúng ta sẽ thấy là nếu bệnh nhân mà có tăng cái albumin hoặc là tăng thải albumin thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cũng sẽ tăng lên. Ở đây chúng ta sẽ thấy tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên, tử vong mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch khi mà cái albumin niệu của các bệnh nhân sẽ tăng lên. Các anh chị sẽ đặt tiếp câu hỏi là tại sao? Bởi vì rõ ràng là người ta thấy là giữa thận và tim, các thầy Quang và thầy Hùng đã nói, có mối liên quan rất là chặt chẽ. Tôi chỉ đề cập đến một cái nhóm gọi là tổn hội chứng tim thận type 4, tức là bệnh thận mạng mà nó dẫn đến tổn thương tim. Nhưng mà tùy theo cái mức độ tổn thương thận có thể là nhẹ, trung bình hoặc là nặng thì nó sẽ gây ra một loạt các yếu tố nguy cơ và dẫn đến cuối cùng là dẫn đến suy tim, thay đổi rồi bệnh mạch vành, rồi thì canxi hóa các cái van tim, rồi suy bơm, và cuối cùng là có thể dẫn đến là tử vong do các cái nguyên nhân tim mạch. Đứng trước cái tình trạng đó chúng ta mới xem xét vậy thì chiến lược điều trị bệnh thận bệnh nhân đái tháo đường nào. Rõ ràng kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp, rồi dùng thuốc ức chế men chuyển và dùng lipid mà chủ yếu là statin, giống như thầy Hùng có đề cập là nghiên cứu Steno. Steno nhấn mạnh là nếu chúng ta chỉ kiểm soát một yếu tố nguy cơ đơn lẻ thì không bao giờ làm giảm được quá 50% các cái nguyên nhân tử vong tim mạch. Hôm nay chúng tôi sẽ nói nhiều hơn là về vấn đề chúng ta kiểm soát đường huyết ở các bệnh nhân như thế nào, đặc biệt là các kiểm soát đường huyết ở các cái bệnh nhân mà đã có bệnh thận mạng. Thì đây là một cái phân tích mà chúng ta sẽ thấy là tác dụng của kiểm soát đường huyết về lâu dài để ngăn ngừa cái tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối. Chúng ta thấy là nếu chúng ta kiểm soát đường huyết càng tốt ở càng giai đoạn sớm khi mà bệnh nhân chưa có bệnh thận mạng hoặc là ở bệnh thận mạng giai đoạn 1 hoặc 2, chúng ta thấy hiệu quả rất là rõ. Tuy nhiên nếu mà để bệnh thận mạng
đặc biệt là bệnh thận mạn do đái tháo đường và đã tiến triển đến giai đoạn 3, 4 hoặc là 5 thì chúng ta thấy kiểm soát là không có tác dụng gì nhiều trên cái việc là ngăn ngừa các cái biến cố thận. Bên cạnh đó, kiểm soát đường huyết ở các bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt bệnh nhân đái đường có bệnh thận mạn, đặc biệt là bệnh nhân suy thận và suy thận gian cuối gặp rất là nhiều thách thức. Chúng ta phải thay đổi liều, một số thuốc thì chúng ta sẽ phải giảm liều hoặc là chúng ta có thể là phải ngừng hẳn. Rồi thì chúng ta thấy là khi ure tăng lên thì gây ra tình trạng đề kháng insulin, rồi thì bệnh nhân cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ tăng lên, bởi vì là cái thận là một cơ quan nó đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề là sản xuất ra đường, và cái sản xuất đường sẽ giảm đi khi bệnh nhân có suy thận. Và vì vậy người ta nhấn mạnh là vấn đề kiểm soát đường huyết ở các bệnh nhân đái tháo đường cực kỳ là thách thức, đặc biệt là chúng ta làm sao phải tránh được cái nguy cơ hạ đường huyết. Đồng thời trong khi mà chúng ta làm sao muốn tránh được nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta lại đồng thời gánh thêm các cái nhiệm vụ khác nữa, đó là kiểm soát các cái bệnh lý đi kèm ở các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mà thường đó cái đáng sợ nhất chính là các bệnh lý tim mạch và một loạt các cái bệnh lý khác. Vậy thì chúng ta mới xem xét lại, nhìn lại hôm nay chúng tôi đề cập đến quá khứ. Vậy từ quá khứ cho đến hiện tại, chúng ta đã làm gì để cải thiện chức năng thận, và thông qua cái việc cải thiện chức năng thận để bảo vệ tim mạch của các bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, chúng ta đã cố gắng là kiểm soát tốt đường huyết, chúng ta đã cố gắng sử dụng các cái thuốc ức chế men chuyển hoặc chèn thụ thể để ngăn ngừa cái tiến triển và sự xuất hiện của albumin niệu, cũng như là ngăn ngừa cái tình trạng suy giảm chức năng thận. Rồi thì chúng ta dùng thêm các statin để làm giảm các cái biến cố tim mạch ở các cái bệnh nhân đái đường có bệnh thận mạn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả của nó không đã dừng lại ở cái thời điểm đó là năm 2001 với cái nghiên cứu Renan. Chúng ta thấy thời điểm đó với cái nghiên cứu này là sử dụng Losartan cái liều 50-100mg, chúng ta thấy rất là ngoạn mục đúng không ạ? Làm giảm được cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà bị suy thận giai đoạn cuối hoặc là tử vong ở con số rất là ngoạn mục. Và các anh chị cũng đều nhớ là trong nghiên cứu Renan này là nghiên cứu mà phải kết thúc sớm, bởi người ta thấy cái lợi ích rất là rõ ràng của việc dùng một thuốc chẹn thụ thể trong phòng ngừa các cái biến chứng thận cũng như là tử vong ở các cái bệnh nhân có suy thận. Sau đó từ năm 2001 cho đến năm 2015 thì chúng ta đã cố làm gì? Chúng ta đã làm rất nhiều thứ, đó là kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn, rồi kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn, phối hợp ức chế men chuyển với chẹn thụ thể, rồi thì phối hợp chẹn thụ thể với một thuốc ức chế renin, rồi thì phối hợp ức chế men chuyển hoặc chẹn thụ thể với lại kháng aldosterone, rồi dùng các cái thuốc gọi là chống oxy hóa và rất nhiều các cái thuốc khác. Tuy nhiên thì chúng ta thấy tất cả các nghiên cứu này đều không đem lại hiệu quả, và người ta thấy là đều phải ngừng sớm, bởi vì cái hiệu quả thì không thấy đâu mà cái bất lợi thì nó lại tăng lên, hay là nói khác là cái an toàn của bệnh nhân lại bị đe dọa. Thế rồi một ngày bỗng nhiên như một món quà của Thượng Đế mang đến cho chúng ta bắt đầu nhìn thấy le lói ánh sáng ở cuối đường hầm. Đó là cái thời điểm mà vào tháng 9 năm 2015 tại hội nghị của EASD ở Thụy Điển thì bắt đầu vô tình là người ta làm đánh giá, thông báo về kết cục thận từ cái nghiên cứu điều trị thuốc, tức là khởi động của đó là nghiên cứu đánh giá an toàn tim mạch của thuốc ức chế SGLT2, mà cụ thể đây là empagliflozin, và trong đó người ta mới nhân tiện là xem xét luôn. Tôi nói là nhân tiện luôn bởi vì chúng ta nhớ lại là cả EMPA-REX outcome và CANVAS đều không coi cái biến cố thận là một cái biến cố chính, cho đến khi mà hai cái nghiên cứu này được công bố ra đời thì cái DICLETIMI là cái nghiên cứu đánh giá toàn tim mạch của dapagliflozin mới vội sửa sai và mới thêm vào một cái mục tiêu nghiên cứu chính. Tức là ngay lúc đầu chúng ta không nhận thấy cái điều đó và sau này chúng ta mới thấy. Thế thì trong cái nghiên cứu EMPA-REX outcome này chúng ta lại thấy là so sánh giữa các bệnh nhân dùng empagliflozin 25 hoặc là 10 với lại placebo, chúng ta thấy cũng lại kết cục cực kỳ ngoạn mục. Tức là cái mục tiêu chính ở đây là cái gì? Là ngăn ngừa tiến triển cái albumin niệu nó tăng lên, hoặc là tăng gấp đôi creatinine máu, hoặc là bệnh nhân bắt đầu phải lọc máu, hoặc là bệnh nhân tử vong do các bệnh lý thận, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Làm giảm được đến 39%, tiến triển đến albumin niệu đại thể giảm được 38%, và tăng gấp đôi cái creatinine máu là giảm được 44%. Chúng ta thấy là giảm tất cả đều có ý nghĩa thống kê. Sau EMPA-REX outcome thì chúng ta đến nay chúng ta đã có dữ kiện của CANVAS và của DICLETIMI, và chúng ta thấy là nếu phân tích gộp của ba kết quả ba nghiên cứu này về phức hợp bệnh thận nặng lên, bệnh thận giai đoạn tiến triển, bệnh thận giai đoạn cuối hoặc là tử vong do bệnh thận ở bệnh nhân, thì người ta mới chia ra làm hai cái nhóm là có thể đã có bệnh tim mạch do sơ vữa hoặc là chưa, thì chúng ta thấy đều làm giảm rất là ngoạn mục, rất là rõ rệt. Tức là hay nói cách khác là dùng thuốc ức chế SGLT2 thì làm giảm được cái tiến triển của bệnh thận nặng lên, tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối, giảm tử vong do bệnh thận ở các bệnh nhân dù là có sơ vữa, bệnh sơ vữa hay là chưa có sơ vữa. Khi mà chúng ta xem xét
là theo các cái mức lọc cầu thận khác nhau. Bởi vì chúng ta nhớ là cái thuốc này nó tác dụng trên cái khả năng lọc của thận. Trên người ta lúc đầu người ta nghĩ là à, nếu mà bệnh nhân có suy thận, tức là mức lọc cầu thận dưới 60 thì nó sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là cái gì, dù mức lọc cầu thận là dưới 60 hay là từ 60 đến 90, tức là suy thận nhẹ, hoặc là mức lọc cầu thận hoàn toàn bình thường, tức là trên 90 ml một phút, thì chúng ta thấy là phân tích gộp đều thấy là thuốc này đều làm giảm được cái tiến triển của bệnh thận nặng lên, giảm tiến triển đến suy giai đoạn cuối, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh thận, dù là cái mức lọc cầu thận ở là trên 90, 60 đến 90 hay là dưới 60. Chúng ta mới xem xét vậy thì lý giải cái cơ chế nào. Đầu tiên bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến đấy là cái gì, là nhờ kiểm soát đường huyết tốt. Nhưng mà như thầy Quang cũng đã nói rồi, trên tim mạch chúng ta sẽ thấy là đường huyết, kiểm soát đường huyết tốt không đủ khả năng giải thích. Và đây chúng ta cũng thấy là cái tiến triển, cái lợi ích của việc dùng empagliflozin trong EMPAREX outcome là đến rất là sớm, đến rất là sớm, ngay gần như là trong những cái tháng đầu tiên. Và kết cục của nó là chúng ta thấy theo dõi trong khoảng độ 4 năm thì nó làm giảm được đến 39%. Bây giờ chúng ta mới xem xét là có phải một thêm đánh giá thêm là xem nó có phải là đến từ cái HbA1c hay không. Thì chúng ta mới xem xét thấy là cái gì, dù là cái mức HbA1c giảm rất nhiều, giảm hơn cái mức trung vị trung bình hay là giảm ít hơn, rồi thì xem xét là giảm HbA1c được nhờ điều trị empagliflozin làm giảm được trên 0,5 hay là dưới 0,5%, thậm chí ở một số bệnh nhân dùng empagliflozin vào mà HbA1c của bệnh nhân lại tăng lên. Rồi thì ở cái nhóm mà HbA1c giảm ít thôi, tức là được trên 0,3% hay là giảm rất ít dưới 0,3%, chúng ta thấy tất cả đều có ý nghĩa thống kê, đều có ý nghĩa thống kê, đều lệch bên trái rất là rõ rệt. Chúng ta xem xét là bệnh thận mới mắc hoặc nặng lên thì chúng ta cũng thấy là ở các cái nhóm bệnh nhân mà cái tỷ lệ xuất hiện bệnh thận mới mắc hoặc là nặng lên theo các cái nhóm HbA1c ban đầu là HbA1c dưới 7, từ 7 đến 8, từ 8 đến 9 và hoặc là trên 9%, chúng ta cũng thấy tất cả đều có nghĩa thống kê. Và dựa trên các phân tích này chúng ta hoàn toàn có thể nói được là cái tác dụng bảo vệ thận của thuốc SGLT2 mà cụ thể đây là empagliflozin là hoàn toàn độc lập với tác dụng kiểm soát đường huyết. Vậy thì chúng ta mới đi xem xét là cái cơ chế chính là cái gì, thì người ta mới xem xét là có khá là nhiều những cơ chế. Những cái cơ chế chính được đưa ra đấy là nhờ cái việc làm giảm huyết áp và giảm áp lực lọc tại cầu thận. Cái việc làm giảm huyết áp thì tôi không đề cập đến, nhưng chúng ta cũng nhớ là thuốc này có thể làm giảm được khoảng độ 4, dao động xung quanh khoảng độ 4 mm huyết áp mm huyết áp tâm thu. Chỉ lưu ý với anh chị một cái điều mà nó liên quan đến cái phần của suy tim của thầy Quang có nói, đấy là cái gì, là nếu chúng ta coi thuốc ức chế SGLT2 là một thuốc lợi tiểu thì nó lại có cái đặc điểm nó tương đối khác với lại những cái thuốc lợi tiểu khác, là bởi vì chúng ta xem xét là đây là thuốc ức chế SGLT2, đây là một cái lợi tiểu quai, thì chúng ta sẽ thấy là nó làm cái giảm cái thể tích ở khoảng kẽ nhiều hơn là trong lòng mạch, làm nhiều hơn trong lòng mạch. Trong khi đó lợi tiểu thì sẽ làm giảm cả nari, cả cái thể tích dịch ở khoảng kẽ và cả thể tích dịch ở trong cái lòng trong lòng mạch. Về cái cơ chế mà người ta cho là chính yếu đấy là cái gì, là nó làm giảm được cái áp lực lọc trong cầu thận. Bởi vì tại sao, chúng ta thấy lúc ấy tôi có đề cập rồi, tức là khi ở các bệnh nhân đai tháo đường thì SGLT2 nó sẽ tăng hoạt động lên, bởi vì cái đường máu cao nó sẽ thải ra nhiều và SGLT2 sẽ tăng hoạt động làm tăng tái hấp thu natri và gluco, dẫn đến là lượng natri đến cái tổ chức cạnh cầu thận này ít đi. Và theo cơ chế feedback thì chúng ta thấy là khi cái lượng natri đến đây giảm, nó báo hiệu hoặc là thể tích dịch của đến cái tổ chức cạnh cầu thận giảm đi, thì nó sẽ dẫn đến là cái feedback, người ta gọi là feedback của ống và cầu thận, và báo cho là cái thể tích dịch đến đây đến, và như vậy nó cần nhiều dịch đến hơn. Chúng ta thấy là cái tiểu động mạch đến của bệnh nhân sẽ bắt đầu là giãn ra, và chúng ta thấy áp lực lọc ở trong cầu thận của bệnh nhân sẽ phải tăng lên. Tuy nhiên một cái điều đáng chú ý mà chúng ta sẽ thấy là cái gì, nhờ cái việc là tăng cái áp lực lọc và lượng dịch đến nhiều hơn thì mức lọc cầu thận ở các bệnh nhân dùng chế SGLT2 này có thể tăng lên ban đầu, tức là cơ chế của nó sẽ gần giống như cái các bệnh nhân đái tháo đường ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên một cái điều đáng lưu ý là cái gì, nếu chúng ta so sánh cái áp lực lọc tại cầu thận với huyết áp hệ thống thì chúng ta thấy là huyết áp lực lọc ở gọi là cái huyết áp hệ thống nó có một cái khoảng gọi được coi là bình thường khá là dao động, và bên cạnh đó nó có một khoảng đệm màu xanh xanh, đây là nguy cơ, và khi phải huyết áp tăng rất là cao thì nó mới dẫn được coi là tăng huyết áp. Tuy nhiên ở các cái áp lực lọc trong cầu thận chúng ta thấy cái dao động được coi là trong bình thường, nó trong một cái khoảng rất là hẹp, và khi huyết áp tăng lên, áp lực lọc của bệnh nhân tăng lên thì cái cầu thận này nó đã rơi vào tình trạng giống như là cái tim phải chịu đựng với tăng huyết áp rồi, hay nói cách khác là khi huyết áp chỉ tăng lên một chút thì cái áp lực lọc trong cầu thận sẽ tăng lên và sẽ dẫn đến các cái hậu quả. Hậu quả ở đây là cái gì? Nhờ do cái việc tăng áp lực cầu thận tăng lên, chúng ta sẽ thấy là giãn tiểu động mạch đến, tiểu động mạch đi của bệnh nhân sẽ bị co lại, và các cái thay đổi về cấu trúc đó là sẽ tổn thương về nội mạc. Chúng ta sẽ thấy sơ chai cầu thận,
Rồi và một cái nữa là mất tính toàn vẹn của các tế bào podocyte và dẫn đến làm thay đổi các cái cấu trúc, mất protein qua nước tiểu. Nếu quá trình này tiếp tục lâu dài cùng với cái việc mà đường huyết của bệnh nhân không kiểm soát thì chúng ta thấy cái việc tăng áp lực lên từng cái nephron đơn lẻ sẽ gây ra các phản ứng viêm, gây ra sơ hóa, sơ chai, và chúng ta sẽ thấy là một số các nephron sẽ bị chết. Và khi số nephron bị chết, áp lực lọc cầu thận tăng lên, áp lực lọc nó sẽ dồn vào các cái nephron còn tương đối là bình thường. Và như vậy đáng nhẽ là bình thường nó đã tăng rồi, bởi vì là do bệnh nhân đái tháo đường, do giãn tiểu ngoài đến, thì đây áp lực lọc nó lại có thể tăng tiếp, và có lẽ không phải là gấp 1,5, có thể gấp 2 hoặc là gấp 3 lần. Và như vậy chúng ta thấy là bằng việc là điều trị ức chế SGLT2 chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng này, vì bằng việc dùng thuốc ức chế SGLT2 chúng ta sẽ làm ngăn ngừa cái tình trạng tái hấp thu quá nhiều gluco và natri, đảm bảo lượng gluco và natri đến tổ chức cạnh cầu thận của bệnh nhân tương đối là bình thường. Và như vậy cái phản xạ gọi là ống cầu thận, feedback của ống thận đến cầu thận nó sẽ bị mất đi hoặc là giảm đi, và dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là cái gì, là cái tiểu động mạch đến của bệnh nhân sẽ được co lại, và một phần nào đó tiểu động mạch đi của bệnh nhân sẽ bị giãn đi và áp lực lọc cầu thận của bệnh nhân sẽ tăng lên. Lưu ý anh chị là bằng cái việc mà chúng ta, thì tôi sẽ nói là cái thay đổi này nó tương đối toàn diện trên cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, nó khác với lại cái tác dụng của ức chế men chuyển là hầu như là chỉ cái tác dụng trên tiểu động mạch đi là nhiều hơn. Nhờ việc làm co tiểu động mạch đến, giãn tiểu mạch đi thì áp lực cầu thận của các bệnh nhân sẽ tăng lên, và chúng ta thấy lúc đó mức lọc cầu thận của bệnh nhân sẽ giảm đi. Và trong thực tế lâm sàng chúng ta thấy trong khoảng độ 4 tuần đầu tiên thì mức lọc cầu thận ở các bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2 là sẽ giảm. Và nhìn vào hình ảnh này chúng ta thấy là cái giảm áp lực cầu thận chỉ nhờ thuốc ức chế SGLT2 sẽ làm giảm áp lực cầu thận từ 8 cho 10 mm thủy ngân, với cái dấu hiệu là chúng ta thấy là cái mức lọc cầu thận của bệnh nhân sẽ giảm, nhưng đồng thời là albumin của bệnh nhân sẽ giảm. Bởi vì mặt cấu trúc thì chúng ta thấy là các cái tổ chức cầu thận nó bị giãn ra rồi thì có thể có sơ hóa, và nhờ cái việc mà điều trị thuốc SGLT2 nó thay đổi cái áp lực thì chúng ta thấy cái cấu trúc của cầu thận nó phần nào đó được phục hồi về mức bình thường. Đó là cơ chế chính. Ngoài ra còn cơ chế gì nữa thì một cái cơ chế rất là quan trọng đó là cơ chế chuyển hóa. Mà chỉ nói nhanh với anh chị là các bệnh nhân mà dùng ức chế SGLT2 thì cái tình trạng tăng sản xuất cetone của bệnh nhân có thể nhiều hơn, và nó đi vào các cái ti lạp thể của cơ tim và của tế bào thận cũng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó chúng ta thấy là các bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2 người ta có tình trạng mất nước, và hematocrit ở các bệnh nhân dùng ức chế SGLT2 sẽ tăng lên vào khoảng độ 4%. Nó cung cấp nhiều cùng với một lượng máu, bằng cách đó nó cung cấp cùng một lượng máu sẽ cung cấp nhiều oxy hơn để phosphorin hóa và tạo ra nhiều ATP hơn. Bằng cái việc tạo ra nhiều ATP này nó sẽ thấy là cái gì, chúng ta thấy là nó sẽ giúp cho các tế bào của cơ tim mà thầy Quang cũng có nói và các tế bào của thận cũng được cung cấp một cái nguồn năng lượng đầy đủ hơn, và nó sẽ phục hồi được cái tổn thương, hay nói khác là hạn chế được cái tình trạng rối loạn hoặc là tổn thương các cái tế bào thận khi mà bệnh nhân ở các bệnh nhân đái đường tiếp 2. Còn bằng các bệnh nhân đái đường tiếp 2 đó nhờ việc điều trị SGLT2 thì cái cải thiện cái nguồn cung cấp năng lượng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có rất là nhiều các cơ chế khác, ví dụ như là bằng thuộc ức chế SGLT2 thì các cái tín hiệu về thần kinh giao cảm ở trên não nó giảm đi, kết hợp với lại các bệnh nhân dùng ức chế SGLT2 thì có tình trạng hơi quan tăng sản xuất cái thể cetone nhẹ nhẹ một chút, dẫn đến nó làm giảm được cái hoạt tính, cái tín hiệu của thần kinh giao cảm đưa đến tim, đưa đến mạch máu và đưa đến thận. Và đặc biệt khi đưa đến thận thì nó làm giảm được cái hoạt tính này thì nó sẽ làm giảm được cái áp lực lọc ở trong cầu thận, đồng thời với hiện tượng là giảm cái tình trạng neprenicin, rồi thì giảm cái hoạt động của hệ renin-angiotensin, và dẫn đến là nó sẽ làm thay đổi được cái các cái peptide lợi liệu và cũng góp phần là bảo vệ thận. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là các cái bệnh nhân đái tháo đường do cái hoạt tính của cái SGLT2 nó sẽ tăng lên, hay nói cách khác là nó sẽ tăng các cái hoạt động của các cái gọi là ống thận, đặc biệt là cái ống lượn gần là cái vị trí mà SGLT2 nó sẽ hoạt động rất là nhiều, và do tình trạng tăng hoạt động nó sẽ rơi vào tình trạng bị thiếu oxy. Do thiếu oxy thì chúng ta sẽ thấy là các cái tế bào ở cầu thận, trong đấy có cả các tế bào hình điềm mà sản xuất ra erythropoietin cũng sẽ giảm xuống, và ở bên này chúng ta sẽ thấy đây là cái tế bào bình thường, còn đây là cái nhu cầu oxy nó tăng lên, tế bào phải hoạt động tăng lên và rơi vào tình trạng thiếu oxy, và dẫn đến rối loạn chuyển hóa, và chúng ta thấy dẫn đến là tổn thương các tế bào ống thận. Nhưng mà khi chúng ta điều trị thuốc ức chế SGLT2 nó sẽ làm giảm được cái tình trạng tăng hoạt động
của các cái tế bào ở cái ống dẫn gần này, và nó sẽ có thể phục hồi được các tế bào hình liềm và phục hồi được một phần nào các cái cấu trúc của cầu thận. Và bên đấy chỉ là những cơ chế chính, một cơ chế rất là quan trọng nữa là thông qua hoạt động của ức chế cái NHE1 hoặc là 3 đóng vai trò trong cả suy tim và cả suy thận. Trong một thời cái buổi khác chúng tôi sẽ nói nhiều hơn. Vậy thì dựa trên kết quả đó thì chúng ta sẽ xem xét là vậy thì các khuyến cáo đang và sẽ thay đổi như thế nào trong điều trị bệnh thận của các bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta xem xét lại là lấy cái mốc 2008 với cái sự cố của rosiglitazone, thì trước đó chúng ta thấy là kiểm soát huyết áp HbA1c càng thấp càng tốt. Tuy nhiên đến thời điểm 2008 chúng ta thấy là HbA1c càng thấp càng tốt, nhưng mà phải không được gây tăng cân, không gây hại đường huyết và không gây tác dụng phụ, đặc biệt là cái suy tim. Và đến năm 2018 thì chúng ta thấy là bên cạnh kiểm soát đường huyết, chúng ta còn phải chọn các thuốc nó kiểm soát được toàn bộ các yếu tố nguy cơ tim mạch, và nó được chứng minh là phải là an toàn và có cái hiệu quả là phòng ngừa các cái biến cố tim mạch nữa thì mới đúng. Và cái này chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nếu bệnh nhân đã có bệnh thận thì đương nhiên cái lựa chọn đầu tiên sẽ vẫn là ức chế SGLT2. Vậy thì một câu hỏi đặt tiếp ra, vậy thì đã đến kỷ nguyên mà chúng ta sử dụng thuốc ức chế SGLT2 thường quy cho các bệnh nhân đái đường có bệnh thận hay chưa? Thì chúng ta tại sao đặt câu hỏi ra như thế? Vì lúc đấy chúng ta thấy là mức lọc cầu thận là bao nhiêu, nó vẫn có tác dụng, mà đây chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn là trong cái embryo outcome đây, chúng ta sẽ thấy là dù mức lọc cầu thận là trên 90, 60 đến 89, 45 đến 59 hay là dưới 45, chúng ta thấy là cái hiệu quả bảo vệ thận của bệnh nhân vẫn có hiệu quả. Rồi mức dưới cái tỷ lệ áp nguyên liệu là bao nhiêu, tuổi là bao nhiêu, giới như thế nào, chủng tộc như thế nào, chúng ta thấy vẫn có tác dụng. Và đặc biệt chúng ta thấy đây là tùy mức lọc cầu thận, có thể trên 90 hoặc dưới 45 chúng ta vẫn thấy có tác dụng. Một cái điều chúng ta thấy là nếu ở các bệnh nhân có suy thận thì cái tác dụng mà trên đường huyết nó có thể sẽ giảm đi, và chắc chắn là sẽ giảm đi. Tuy nhiên cái tác dụng hạ huyết áp của thuốc SGLT2 nó vẫn còn ở các bệnh nhân đã suy thận. Tại sao như thế? Bởi vì cái hiệu quả của nó vẫn có thể là tác dụng ở trên cái độ cứng động mạch, rồi thông qua các con đường là hormone, rồi vấn đề là ảnh hưởng trên cái chuyển hóa lipid, rồi đặc biệt là cái cơ chế mà người ta cho rằng là cái hướng mà chúng ta chuyển đến là các bệnh nhân mà có bệnh thận mạn rồi vẫn có được cái tác dụng bảo vệ thận của thuốc chế SGLT2. Đó là người ta nghĩ rằng là cái tình trạng nhạy cảm với lại cái thuốc nó có thể lại là vẫn được bảo tồn ở các bệnh nhân có bệnh thận mạn, chứ không hẳn là các bệnh nhân có chức năng thận hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta mới xem xét là phân tích tiếp là vậy thì có hai cái câu hỏi đặt ra và chúng ta mong chờ, đấy là cái gì? Là vậy thì có thể sử dụng thuốc SGLT2 cho bệnh nhân có bệnh thận mạn do đái tháo đường, tức là trước đây phải đái tháo đường mức lọc cầu thận bình thường, bây giờ mức lọc cầu thận giảm xuống có dùng được không? Thì chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu ấy, các nghiên cứu của pha 3 của dapagliflozin và empagliflozin, thì chúng ta thấy là cái tác dụng của nó lên các yếu tố nguy cơ tim mạch và thận khác như huyết áp, cân nặng, amin liệu, acid uric là vẫn còn. Cái thứ hai, và đây mà cái cơ chế là như tôi nói rồi, có lẽ là các bệnh nhân có bệnh thận mạn do đái đường nó nhạy cảm hơn với tình trạng lợi thiệu thẩm thấu hoặc là thải natri. Một cái điều nữa là phân tích các dưới nhóm trong EMPA-REG và CANVAS thì thấy tác dụng của empagliflozin và canagliflozin lên các cục tim mạch chính là tương đương giữa các bệnh nhân có mức lọc cầu thận ban đầu có thể ở mức bình thường, tức là trên 60 hoặc là dưới 60. Tuy nhiên nó bị một cái hạn chế, đấy là số bệnh nhân có cái chức năng thận ban đầu nó quá nhỏ. Vì như tôi có nói là vì chúng ta không chủ định là thiết kế nghiên cứu này để đánh giá tác dụng bảo vệ thận, chỉ cái số lượng nó quá nhỏ cho nên là rõ ràng cái ý nghĩa của nó sẽ ít đi. Một câu hỏi thứ hai là có thể sử dụng ức chế SGLT2 cho bệnh nhân có bệnh thận mạn không do đái tháo đường hay không? Bởi vì chúng ta thấy là trong EMBRIC và CANVAS thì chức năng thận nó thay đổi khác biệt trong những cái tháng đầu tiên, và đặc biệt là so sánh với lại glimepiris. Và chúng ta thấy là như vậy thì cái hiệu quả kiểm soát đường huyết của nó khác nhau, và dẫn đến là cái mức lọc cầu thận của nó thay đổi khác nhau. Trong những tháng đầu thì nó có thể giảm đi của việc sử dụng ức chế SGLT2, sau đó nó phục hồi và giữ tương đối ổn định trong khoảng độ 2 năm. Trong khi đó, glimepiris lúc đầu giảm đường huyết rất là nhiều, đúng không ạ? Vì chúng ta nhớ trong nghiên cứu EDOC thì chắc chắn là SU là cái thuốc bảo vệ đường huyết, kiểm soát đường huyết rất là mạnh. Nhưng mức lọc cầu thận của bệnh nhân lại xu hướng là giảm tĩnh tiến. Thì người ta nghĩ rằng là vậy thì ngoài cái tác dụng ở trên đường huyết thì nó còn có một cái cơ chế mà như tôi có đề cập, đó là nó phục hồi được cái cơ chế mà feedback của ống thận lên cầu thận và tác dụng trên cái tình trạng co tiểu động mạch đến. Vì vậy cái câu hỏi mà chúng ta có thể mà thấy gọi là nó phù hợp nhất với chúng ta là có thể sử dụng thuốc ức chế SGLT2 này không phải cho tất cả, nhưng cho một số bệnh nhân có bệnh thận mạn ngoài đái tháo đường có ba cái đặc trưng. Thứ nhất là có tăng huyết áp, thứ hai là có tình trạng tăng lọc của cầu thận, và thứ ba là amin liệu nhiều. Đấy là những bệnh nhân nào? Thứ nhất
đấy là những bệnh nhân có bệnh thận mạn do béo phì, thay đổi huyết động của thận. Vì ở những bệnh nhân này người ta thấy cái tăng dòng máu đến thận và tăng mức lọc cầu thận, và cái cơ chế ở đây là tăng tái hấp thu natri ở ngưỡng gần sẽ thay đổi cái feedback ở ống cầu thận và sẽ có thể làm giảm cái áp lực lọc cầu thận. Nhóm thứ hai đấy là nhóm bệnh nhân sơ hóa cầu thận do tăng huyết áp, và những bệnh nhân này vì nó bị sơ hóa nó sẽ mất cái cơ chế tự điều hòa các tiểu mạch đi và đến tại thận, trên cái tình trạng dẫn đến tình trạng tăng lọc tại các cầu thận bị tổn thương và làm tăng gánh nặng lên cho cầu thận tổn thương và làm tổn thương thận nhiều hơn. Cái nhóm thứ ba đấy là những bệnh nhân có bệnh cầu thận IgA có protein hiệu nhiều, mà ở những bệnh nhân, không phải tất cả những bệnh nhân IgA, nhưng những bệnh nhân bệnh cầu thận IgA đã điều trị thuốc ức chế renin-angiotensin aldosterone và ức chế miễn dịch mà không đủ, thì chúng ta thấy là phối hợp thêm ức chế GLP-2 có thể sẽ làm giảm áp lực cầu thận và có thể làm giảm protein niệu. Và cái cuối cùng đấy là nhóm bệnh nhân mà có sơ cầu thận ổ thứ phát, có đặc trưng là tăng huyết áp, protein nhiều do nguyên nhân là cái khối lượng thận bị giảm đi, vì ở những bệnh nhân này có thể là bị cắt thận hoặc là bệnh hồng cầu hình liềm hoặc là các cái đợt viêm cầu thận tiến triển, thì có lẽ đây là những cái mà chúng ta sẽ chú ý và hy vọng là sẽ có cái hiệu quả khi chúng ta sử dụng chế SGLT2 cho bệnh nhân này. Và để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải chờ thêm khoảng 1 đến 2 năm nữa, chúng ta có các nghiên cứu của các thuốc chế SGLT2, EMPA rồi thì DAPA, CHE hoặc là CANA trên các bệnh nhân có bệnh thận mạn, và chúng ta sẽ thấy là đây là các cái số lượng bệnh nhân đều khá là lớn và các cái kết cục mà chúng ta mong muốn. Một cái hướng nữa đấy là cái gì? Là việc triển vọng của phối hợp ức chế SGLT2 với ức chế RAS. Bởi vì chúng ta lưu ý là trong EMBREAK outcome 81% các bệnh nhân trong EMBREAK outcome là có đang sử dụng ức chế men chuyển hoặc là chạy thụ thể. Bởi vì tại sao người tôi nói cái câu chuyện đó là nếu chúng ta dùng ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể thì chúng ta sẽ làm giãn được tiểu mạch đi, nhưng mà chúng ta không tác động được nhiều trên cái tiểu động mạch đến. Còn nếu mà chúng ta dùng ức chế SGLT2 thì bên cạnh cái việc làm giãn tiểu động mạch thì cái tác dụng chủ yếu của chúng ta là cái gì? Lại sẽ làm co cái tiểu động mạch này lại, và một phần tác dụng trên cái tiểu động mạch đi. Thế thì chúng ta thấy nó, nếu tác dụng trên một cái hướng thôi, chỉ làm giảm được cái áp lực lọc ở trong cầu thận, nó đến một con số gọi là tạm tạm chấp nhận mà thôi. Còn nếu muốn đưa được áp lực lọc ở thận an toàn, vậy thì tại sao chúng ta không đặt vấn đề chúng ta phối hợp cả hai, vừa làm co tiểu động mạch đến, vừa làm giãn tiểu động mạch đi để làm giảm áp lực ở trong cầu thận? Thì đó là cái hướng mà chúng ta cũng sẽ nghiên cứu tiếp theo. Như vậy thưa các thầy cô, thưa anh chị, chúng ta thấy rõ ràng bên cạnh việc kiểm soát đường huyết, thì bên cạnh việc kiểm soát huyết áp thì kiểm soát tốt đường huyết là đóng vai trò cực kỳ quan trọng và nền tảng trong phòng ngừa biến chứng thận các bệnh nhân đái tháo đường. Và thuốc ức chế SGLT2 với cơ chế đa dạng có tác dụng bảo tồn, cải thiện chức năng thận, giảm protein niệu và ngừa diễn tiến xấu đi của bệnh thận có thể dẫn đến tử vong hoặc tăng gấp đôi cái protein niệu. Và lưu ý là tác dụng bảo vệ thận của thuốc này là độc lập với kiểm soát đường huyết, và các đồng thuận hiện nay thì đều khuyến cáo là sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân mà có bệnh thận mạn, trong đấy có bên cạnh SGLT2 thì có cả cái đồng vận của GP1 mà chúng ta sẽ đề cập ở trong dịp khác vì thời gian này không cho phép. Và chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng từ kết quả của các nghiên cứu điều trị ức chế SGLT2 cho các bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận mạn và các bệnh nhân có bệnh thận mạn mà không phải do đái tháo đường. Xin cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô, các anh các chị.